Tiếng Trung hoàn toàn là ngôn ngữ tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy như vậy, nhưng tôi cảm nhận điều đó ngay từ đầu, nó thật thú vị. Tôi là một người trực quan, nên tôi thích các hình dáng ký tự và ý nghĩa của chúng như những chữ tượng hình. Và thực tế là chúng tôi viết bằng tiếng Anh, điều đó đối với tôi rất nhàm chán. Khi bạn viết, hãy viết tiếng Anh hoặc tiếng Phạn mà không có ký tự nếu bạn biết tiếng Phạn. Thật tuyệt vời, nếu bạn Latin hóa chúng thì thật là một sự mất mát. Vì thế, tôi đã học từ sư phụ, có một giọng nói rất trang trọng khi ông ấy giảng kinh và khi ông ấy nói. Lần đầu tiên ông ấy nói chậm rãi hơn, phải mất một thời gian dài để đọc đoạn văn nên tôi bắt đầu nhận ra ngay. Sau khi tôi đến đó, tôi có thể làm theo ngón tay tôi bắt chước như một đứa trẻ. Nét, rũ, rồi nét sử, rồi nét của, rồi nét quẩn, vân vân. Tôi có thể viết một số nét và rồi tiếp theo. Lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra một trong số những ký tự đơn giản hơn. Ngay cả khi sư phụ không đọc, tôi có thể tìm thấy chúng trên bài báo. Và động lực hơn hết là sư phụ sẽ không nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Anh. Và khi sư phụ giảng bài, sư phụ sẽ giảng khoảng 20 phút và sau đó sẽ có bản dịch. Và trong 20 phút đó, thầy ấy có câu chuyện hài hước tuyệt vời nên mọi người sẽ cười suốt và sau đó có bản dịch. Alan sẽ hỗ trợ tôi trong việc này và mất khoảng 5 phút. Và việc này không có gì vui cả. Vì vậy, tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ và đó chính xác là điều mà sư phụ muốn chúng tôi nhận ra. Bạn biết đấy, sư phụ sẽ ngồi đó và nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc và bạn sẽ thực sự muốn biết. Vì nếu bạn gặp một người sư phụ, thầy ấy rất khôn ngoan, đến nỗi bạn biết đấy. Tôi nhớ có lần một anh chàng bước vào và nói tiếng quan thoại từ ngoài đường. Anh ta là một doanh nhân, người rất tốt, nhưng một doanh nhân với tiếng quan thoại của anh ta so với tiếng quan thoại chung thì tôi chợt nhận ra, ồ, không phải lúc nào tiếng quan thoại cũng giống với sư phụ, nói có thể chỉ là từ ngữ kinh doanh cũ đơn giản hoặc bất cứ điều gì. Và sau đó tôi nhận ra rằng chúng tôi thật may mắn biết bao khi có thể nghe được mức độ hùng biện mà thầy đã đưa vào. Khi nói ngôn ngữ đó, thậm chí chỉ là tình cờ nói chuyện với chúng tôi. Vì vậy, đối với tôi một lần nữa, tôi muốn biết ngôn ngữ là điều quan trọng nhất. Và tôi không muốn thêm bất cứ điều gì với bản Latin hóa. Tôi muốn tìm hiểu các ký tự và ý nghĩa của chúng. Làm thế nào mà sư phụ dạy nó? Sư phụ thậm chí còn quay trở lại buổi thuyết pháp về Phật giáo. Sư phụ đã có những người đàn ông và phụ nữ biết tiếng Trung Quốc là những người dịch kinh của chúng tôi đưa ra, nhận xét vào mỗi buổi sáng hôm sau. Vì vậy, chúng tôi sẽ đến vào khoảng 7 giờ 30 hoặc 8 giờ sau khi đi xe buýt và chúng tôi ngồi xuống và người đó đã giảng bài từ đêm hôm trước để chọn ra các thuật ngữ hoặc thành ngữ kỹ thuật quan trọng hoặc những đoạn văn khó và chúng tôi xem qua những đoạn văn đó và chúng tôi cũng được phép đặt câu hỏi. Vì vậy, chúng tôi có thể bổ sung bất cứ thứ gì sư phụ đã chuẩn bị. Vì vậy, chúng tôi đã nhận được đánh giá tốt về tất cả những thứ đó. Hầu hết, chúng tôi đều tự học và tự thúc đẩy bản thân ngay từ đầu. Từ khi có những người mà đến đây trong buổi đầu tiên là các chuyên gia ngôn ngữ và có bằng thạc sĩ về ngôn ngữ, và điều đó thật may mắn cho những người như chúng tôi không có nhiều kiến thức như vậy. Nhưng ví dụ như trong trường hợp của tôi rất có tinh thần tự giác. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để xem các ký tự, học cách viết các ký tự và học càng nhiều càng tốt bằng tiếng Trung về những gì đang diễn ra. Tôi nhớ sư phụ đã đưa cho chúng tôi xem một số tác phẩm của đại sư Ao Di. Nó không ở trong căn phòng này. Toàn bộ tác phẩm của đại sư Ao Di
làm một loạt các tập như thế, tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đều được kỹ thuật số. Bạn biết đó, nó rất nhiều, nhưng đó là những cuốn sách với ngôn từ và tôi không biết gì cả. Lúc đó tôi đã trở lại giảng đường Phật giáo và tôi nghĩ đến bao giờ tôi mới có thể làm đọc được những ngôn từ đó. Nhưng tôi đã thực hiện, đã học những bài bình luận cổ điển chủ yếu về triều đại nhà Tống và chúng khác nhau. Bạn biết bài hát nhà Minh sẽ có ngôn ngữ khác với tiếng Tạng và tôi chủ yếu học tiếng Tạng vì đó là thời Hoàng Kim và có một số nhà bình luận giỏi. Nhưng tôi đã tự thúc đẩy bản thân và tôi nghĩ rằng có một số người khác đã hiểu sâu về ngôn ngữ này. Tôi chỉ tiếp tục tìm kiếm, cố gắng tìm ra. Ngày xưa, chúng tôi đã dịch cùng nhau, bắt đầu với nhiều thứ như họ đang làm bây giờ, nên đã thành lập lại nhóm dịch thuật kéo dài trong khoảng có thể nói 6-7 năm cuối. Trước khi, trong nhiều thập kỷ, trong 2 hoặc 3 thập kỷ, chúng tôi chủ yếu tuân theo một mô hình tuần tự, gồm bạn dịch nó, tôi xem lại nó, cô ấy chỉnh sửa nó, anh ấy xác nhận nó. Và những gì đang xảy ra bây giờ là một quá trình đồng thời hơn, trong đó mọi người trong nhóm làm việc cùng nhau và thảo luận những từ có thể là từ đã dịch và bạn đưa ra một bản dịch. Điều đó gần như đã được chỉnh sửa và chứng nhận. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nghĩ rằng sư phụ thích việc này hơn nếu chúng tôi thực hiện nó theo nhóm. Nhưng chúng tôi là tăng đoàn mới, có 5 người trong số chúng tôi, 3 nam và 2 nữ. Và trong ngày dự định, chúng tôi bắt đầu đến tu viện và dịch từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và chúng tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi không thể hòa hợp với nhau. Chúng tôi tranh luận. Chúng tôi đã bướng bỉnh về ý kiến riêng của chúng tôi. Chúng tôi đã tra cứu các điều khoản và quyết định nó phải như thế nào và không muốn thỏa hiệp, không muốn lắng nghe người khác. Và tất cả chúng tôi ngồi trong giảng đường Phật giáo, khi đó còn rất sớm, chung quanh một cái bàn lớn. Và một ngày nọ, sư phụ đi xuống điện thờ. Trong phòng của sư phụ, tôi chắc chắn rằng sư phụ có thể nghe thấy chúng tôi tranh cãi. Nhưng một ngày nọ, bức ảnh của sư phụ đáng kính Su Yun rời khỏi tường và kính bị vỡ, mảnh gương vương vãi khắp nơi. Và tất nhiên sư phụ đã bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn và bảo chúng tôi rằng chúng ta có thể thay đổi ngay bây giờ và chúng tôi có thể dịch tuần tự thay vì dịch đồng thời, bởi vì chúng tôi không thể làm điều đó. Và tôi đoán rằng sư phụ Su Yun đáng kính đã chịu đựng đủ rồi. Vì vậy, sau đó mỗi người chúng tôi chọn cuốn kinh mà chúng tôi muốn và chúng tôi bắt đầu dịch tuần tự. Và cũng có một số lỗi khi bạn dịch tuần tự, kiểu là bạn có thể nói rằng tôi là dịch giả bản nháp dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh, rồi tôi làm. Trong quá trình chuyển đổi tuần tự, bạn đưa bản dịch của mình cho người sẽ đánh giá song ngữ. Họ sẽ xem lại tiếng Trung và tiếng Anh và sửa những chỗ họ cho là cần sửa. Và sau đó bản thảo đó sẽ được tiếp tục với một biên tập viên của ngôn ngữ đích, trong trường hợp này là tiếng Anh. Vì vậy, một biên tập viên tiếng Anh sẽ bao quát. Và cuối cùng, người xác nhận suốt quá trình đó là sư phụ. Sư phụ có một số thư ký, nếu bạn chủ yếu là những người không chuyên, sẽ giúp đỡ ông ấy chứng nhận bản dịch. Chúng tôi kiểu như đã làm sai một chút, vì chúng tôi đã lấy lại bản dịch. Chẳng hạn, nếu tôi là dịch giả, thì tôi sẽ lấy lại ngay sau khi người đánh giá hoàn thành và tôi có thể xem đó là cách chỉ dạy tốt. Nhưng tôi cũng là người kiểm tra trước và đưa lại bản thảo cho người dịch và tôi đã kiểm tra bằng bút chì và xem người dịch nhìn lướt qua và xóa tất cả các sửa chữa của tôi. Vì vậy, thực sự là khắc nghiệt. Bạn không nên hoàn toàn từ chối những gì mọi người đang làm. Mặt khác, tôi đã dịch thêm và đưa cho các giáo sư. Chúng tôi từng có các giáo sư sống ở đây, giáo sư từ Đài Loan, và người này nổi tiếng với kỹ năng dịch thuật của mình, nên sư phụ đã cho anh ấy cơ hội để kiểm tra. Và
và tôi đã giữ lại mọi thứ anh ấy đã làm. Và điều đó có nghĩa là không hiệu quả. Hãy tin tôi, vì anh ấy không hiểu hết, và còn tôi hiểu tôi, đã hiểu trong nhiều trường hợp, và vì vậy bản dịch đã thay đổi theo những cách mà sau này thật đáng tiếc. Vì vậy, phải có sự cân bằng giữa việc tôi chỉ muốn sử dụng những từ tôi đã sử dụng trong bản dịch của mình. Tôi sẽ xóa tất cả những từ theo ý kiến của bạn. Với bạn biết đấy, được rồi, tôi là một dịch giả khiêm tốn. Bạn có thể thay đổi bản dịch của tôi bất kỳ theo cách bạn muốn. Cả hai cách đều cực đoan. Phải có một nền tảng trung gian nơi chúng ta chấp nhận và thỏa hiệp. Và tôi nghĩ có thể trong việc dịch, đồng thời nơi mọi người làm việc cùng nhau, điều đó có thể diễn ra dễ dàng hơn. Sư phụ đã đưa ra một số quy tắc để chúng tôi tuân theo. Sư phụ nói rằng chúng tôi không nên bám víu vào bản dịch của mình, rằng chúng tôi không nên cho rằng bản dịch của mình là bản dịch tốt nhất. Chúng tôi không nên cản trở người khác dịch hoặc xuất bản bản dịch của họ, vì họ có thể không tốt như của chúng ta, hoặc ít nhất chúng ta nghĩ rằng chúng tôi không nên dịch để có được tên tuổi hoặc danh tiếng. Chúng ta nên nhờ những người hiểu biết về Phật giáo. Sư phụ nói rằng các bậc trưởng lão, hiền triết chứng nhận bản dịch của chúng tôi để khi cuối cùng chúng được xuất bản, chúng có thể được tin cậy rằng chúng gần giống nhất có thể với bất kỳ ngôn ngữ nào chúng tôi đang sử dụng sang ngôn ngữ đích được đưa ra, và anh ấy sẽ sau đó để chúng tôi chỉnh sửa chúng. Vì vậy, ngôn ngữ đích không phải là ngôn ngữ trôi chảy và dễ giao tiếp. Sư phụ đã thành lập 4 ủy ban và sư phụ chúng tôi chưa bao giờ thuê người. Không ai trong số BTTS, Hội Dịch Thuật Kinh Điển, được trả tiền. Trong thời gian đó, chúng tôi đã có cho một số nhiệm vụ nhất định được thực hiện, chủ yếu là định dạng và xuất bản, nhưng phần dịch song ngữ khó đánh giá, tiếng Anh hoặc bất kỳ chỉnh sửa ngôn ngữ đích nào. Và cuối cùng là được thực hiện xác nhận bởi những người hoàn toàn tình nguyện. Bạn có thể sẽ không tìm thấy, tôi chắc chắn rằng bạn không thấy điều đó ở bất cứ đâu trên thế giới. Và chúng tôi đã duy trì nó ít nhất cho đến thời điểm này. Điều đó có nghĩa là những người đang làm việc thực sự quan tâm, họ đang dành thời gian và sức lực để chuyển một văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Và do đó, động cơ của họ, động lực của họ không phải là danh tiếng, không phải là tiền bạc, không phải là thỏa mãn cái tôi của chính họ. Nếu chúng ta tuân theo những quy tắc mà sư phụ đặt ra. Hôm nay, tôi cũng không ngại gì mà tiết lộ thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ à? Giờ tôi tiết lộ, tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Phật Pháp. Vậy, vì sao mà có rất nhiều người Mỹ đã xuất gia? Tôi thật lòng nói cho quý vị hay, ở nước Mỹ, những người Mỹ đã xuất gia đây không phải bây giờ mới xuất gia, mà trong quá khứ họ đã xuất gia rồi. Những kiếp trước, triều đại nhà Hán, họ đã xuất gia rồi. Họ sinh vào triều đại nhà Tùy, triều đại nhà Tấn. Vào mỗi thời đại này đều có những người Mỹ xuất gia vào những triều đại này. Nhưng mà vào triều đại nhà Đường là có nhiều người xuất gia nhất. Dường như lúc mà Ngài Đường Huyền Trang dịch kinh sách thì những người Mỹ này đều tham gia vào công việc dịch kinh sách. Vậy nên triều đại nhà Đường, triều đại nhà Tống, nhà Nguyên, triều đại Đường Tống, Nguyên, Minh, Thanh, mỗi triều đại đều có những người Mỹ xuất gia này, đều là những người đã từng xuất gia ở các triều đại Trung Quốc xưa, và đa số đều là đồ đệ của tôi. Tôi thật lòng nói sự thật này cho quý vị nghe. Quý vị tin hay không thì tùy quý vị. Lúc đó, chúng tôi nghĩ đến việc đem kinh sách dịch sang tiếng Anh. Vậy để có thể dịch kinh điển sang tiếng Anh thì phải hiểu thứ tiếng ấy. Lúc ấy, tất cả mọi người đều nghiên cứu, chung tay nghiên cứu vấn đề này. Vậy,
làm như thế nào ta? Vậy là có một đệ tử. Lúc đó tôi đã phát ra lời nguyện quá sức mình. Tôi nguyện tương lai tôi sẽ sang nước ngoài hoằng dương Phật Pháp. Vậy là có một số đệ tử cũng phát nguyện. Còn phát nguyện sẽ sinh ra ở nước ngoài mà sư phụ hoằng dương Phật Pháp. Như vậy, vấn đề về ngôn ngữ nhất định sẽ được giải quyết, sẽ có thể dịch một cách trôi chảy. Chúng con đợi sư phụ đến ngoại quốc hoằng dương Phật Pháp, chúng con sẽ đến bên sư phụ và xây dựng đạo tràng ở đó. Vì như vậy nên những người ngoại quốc mà tôi không quen biết sẽ tin tưởng lời mà đệ tử tôi nói. Vì vậy mà tôi nói tôi không tự lượng sức mình, bản thân không biết tiếng Anh, nhưng một mình lại sang nước Mỹ hoằng pháp, giảng kinh thuyết pháp. Quả nhiên là những người đã từng phát nguyện sinh ra ở ngoại quốc, nay đều đến xây dựng đạo tràng hoằng dương Phật Pháp. Luôn luôn như vậy. Nếu quý vị không tin thì hãy nhìn khuôn mặt của những người xuất gia ở đây, đều có nét hao hao giống người Trung Quốc, đều hiện hữu bao nhiêu khí chất của người Trung Quốc ở trong đầu, dòng máu của người Trung Quốc ở trong đầu. Con người không có thần thông để biết được kiếp trước nên không biết được nhân quả xoay vần. Bây giờ tôi nói với quý vị điều này để quý vị biết vì sao mà có nhiều người ngoại quốc xuất gia như vậy. Vì sao bây giờ phải đem kinh sách dịch sang tiếng Anh chứ? So sánh thời nay với thời xưa không giống nhau. Vào thời Đường phiên dịch cần hơn 800 người, có tới 3.000 người cùng phiên dịch. Bây giờ là thời đại khoa học công nghệ phát triển, làm việc đều dùng máy móc, thời công nghiệp hóa. Vì vậy mà phiên dịch kinh điển không cần quá nhiều người. Nhưng mà nhiều người cũng không phải không tốt, sau này càng ngày sẽ càng có nhiều người. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, nguyện vọng của chúng ta là sẽ đem toàn bộ kinh sách dịch sang tiếng Anh. Nhiều năm như vậy, ngoại quốc chưa từng có một người xuất gia làm đệ tử chân chính của Phật. Vì sao vậy? Vì kinh điển chưa được dịch sang tiếng Anh. Nếu như kinh sách không được dịch sang tiếng Anh, thì người dân phương Tây không thể nào hiểu được kinh sách, hiểu được lời Phật dạy. Ngôn ngữ là một vấn đề lớn. Bây giờ không phải là dùng bom nguyên tử thả vào nơi đông dân cư để giải quyết vấn đề, mà là đem kinh sách đưa vào nơi đông dân cư để giải quyết những vấn đề cấp bách, nguy hiểm,